Chiều 31 tháng 7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo tất cả các hoạt động đông người như lễ hội, thể thao, quán bar, karaoke, quán nước vỉa hè phải dừng hoạt động. Trước mắt, thành phố yêu cầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, các nhà hàng bán nhưng phải ngồi giãn cách, 2 người đảm bảo giãn cách 1 mét trở lên. Khi đi mua hàng cũng phải xếp hàng như vậy, siêu thị cũng như vậy. Còn các quán bar, karaoke, đặc biệt là quán ngồi vỉa hè hay ngồi sát, đề nghị các quận huyện đi phải nhắc nhở cấm triệt để. Ông Chung chỉ đạo, Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các quận huyện phải làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học phổ thông. Tất cả các trường hợp phải được đo thân nhiệt, có khẩu trang, các phòng thi phải được vệ sinh. Các trường học từ mẫu giáo, mầm non, tiểu học sau mỗi ngày học phải được vệ sinh khử khuẩn. Học sinh, nhất là trường hợp đi Đà Nẵng về phải được đo thân nhiệt. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, qua 2 ngày, Hà Nội đã xét nghiệm nhanh được 18.459 mẫu, trong đó có 10 trường hợp test nhanh có kết quả dương tính. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 31 tháng 7, áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40-60 km/h, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 8, tâm bão ở ngay trên phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía đông kinh tuyến 107,0 độ kinh đông, phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An khoảng 120 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, hướng vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 31 tháng 7, Việt Nam có ca đầu tiên tử vong do dịch COVID-19, đó là bệnh nhân số 428. Theo thông tin của Bộ Y tế, trường hợp tử vong đầu tiên ca bệnh 428 được ghi nhận trong ngày 31 tháng 7 là bệnh nhân nam 70 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân vào khoa nội thận tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng ngày 19 tháng 7 với chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối, đang phải chạy thận nhân tạo. Bệnh nhân được lấy mẫu và xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 7. Nguyên nhân tử vong, nhồi máu cơ tim trên, bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mãn giai đoạn cuối, biến chứng suy hô hấp do suy tim và COVID-19. Ngày 31 tháng 7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai kẻ cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Danh tính hai kẻ cầm đầu là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1971, trú tại số nhà 15, đường M17, thôn Hồng Hà, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, và Nguyễn Trịnh Văn Hưng, sinh năm 1972, trú tại khu tái định cư Đắc Lành, phường Phước Đông, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại cơ quan điều tra, Nhàn khai nhận từ đầu tháng 4 năm 2020, Nhàn quen một người Trung Quốc tên là Ama. Người này nói với Nhàn về việc tìm thuê xe ô tô để chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn khu vực biên giới Việt-Trung, sau đó chở số người này vào thành phố Hồ Chí Minh để kiếm việc làm thuê. Mỗi chuyến xe từ Lào Cai vào thành phố Hồ Chí Minh, Ama trả cho Nhàn 25 triệu đồng. Sau đó Nhàn liên hệ với Hưng thuê xe ô tô từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra Lào Cai để đón số người Trung Quốc vượt biên nhập cảnh trái phép vào thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chuyến xe Nhàn trả cho Hưng 23 triệu đồng, còn 2 triệu đồng Nhàn hưởng chênh lệch. Từ đầu tháng 4 đến ngày 27 tháng 7, Nhàn và Hưng chở chót lọt 6 chuyến xe đưa người Trung Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 27 tháng 7, khi cả hai đang thực hiện hành vi chở 10 người Trung Quốc vào Việt Nam, thì bị Công an thành phố Lào Cai phát hiện bắt giữ. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm chứng cứ để xử lý kẻ cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.